chào mừng quý vị đến với kênh tin tức mới. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những tin tức mới nhất nhé. Trong cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện lạ Việt Nam và Thế giới. Bóc phốt vụ con tôm khổng lồ 145kg ăn thịt cả hải cẩu. Quý vị thân mến, mới đây, thông tin từ tờ báo La Morian, trang thông tin không chính thống của Pháp cũng như một số báo Việt Nam trích dẫn, hai ngư dân sống tại Saint-Ulrich của tỉnh Quebec, Canada đã bắt được con tôm khổng lồ nặng tới 145kg. Cũng theo thông tin nói trên, con tôm khổng lồ hiếm có này đã được sách kỷ lục thế giới công nhận là con tôm dài và nặng nhất thế giới. Như một nhân chứng sống chứng kiến từ đầu tới cuối, tờ báo này thuật lại toàn bộ quá trình bắt con tôm 145kg cũng như những diễn biến sau này của vụ việc. Theo đó, khi đang giăng lưới trên khu vực ngã ba giao giữa hai con sông là Matane và Saint Lawrence, hai anh em nhà Kerouac và Raymond Bergeron bỗng thấy có hiện tượng chuyển động mạnh ở dưới nước. Sau khi định hình, họ chợt nhận ra đó là một con tôm lớn, rồi ý tưởng bắt nó lập tức được nhen nhóm ngay lên đầu. Hai người nhanh chóng nhận ra không thể bắt con tôm khổng lồ bằng lưới, vì vậy họ phải sử dụng tới súng săn để đối phó. Kể lại cuộc chiến đấu với thủy quái, anh Trinen cho biết là dù bị bắn ở cự ly gần và dùng xẻng đập vào đầu, nhưng con tôm vẫn không chết. Cuối cùng, cả hai phải xả tổng cộng 16 viên đạn vào thân thì con tôm mới ngừng giãy giụa. Rất có trách nhiệm với việc đưa tin, tờ báo còn trích dẫn cả ý kiến của giáo sư Dennis Langvin, chuyên ngành sinh vật học biển trường đại học Quebec thành phố Rimouski về vụ việc kỳ lạ này. Cũng theo đó, nhóm nghiên cứu của giáo sư Dennis đã tiến hành lấy mẫu vật từ bụng con tôm để xét nghiệm. Có vẻ như nó đã ăn các loại cá như cá tuyết, cá phi lê, cá thần bơn, cá tầm, thậm chí cả hải cẩu. Sau khi được trưng bày, dự tính con tôm khổng lồ sẽ được bán lấy thịt. Tuy nhiên, với một trang tin không chính thống như tờ báo vừa rồi thì những thông tin về con tôm khổng lồ 145kg kia dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục với thế giới. Ngoài tờ báo vừa rồi, không có bất kỳ tờ báo nào của Canada cũng như thế giới đưa tin về nó. Được biết, thông thường, tôm có chiều dài trung bình khoảng 8cm và đạt tối đa 15-16cm. Chúng chỉ thường ăn các loài sinh vật phù du có trong môi trường nước. Vì vậy, tôm ăn cá ở Canada có lẽ là câu chuyện hoang đường và khó tin. Hơn thế, bằng chứng đanh thép để xác nhận thông tin này hoàn toàn là giả chính là bức ảnh hai người đàn ông ôm một con cá da trơn khổng lồ ở Ý vào năm 2013. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy khung cảnh phía sau và hai thợ câu trong bức ảnh con cá da trơn khổng lồ và bức ảnh con tôm khổng lồ chính là một. Điều này chứng tỏ bức ảnh tôm khổng lồ 145kg chỉ là một sản phẩm của Photoshop và tin đồn tôm khổng lồ ăn thịt hải cẩu cũng chỉ là điều hư cấu mà thôi. Chú bê tám chân kỳ dị ở Đồng Tháp trả 100 triệu, chủ thà chết không bán vì bí mật này. Mới đây, người dân ở miền Tây xôn xao trước thông tin một con bò mẹ ở ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng ở Đồng Tháp sinh bê con có đến 8 cái chân. Theo chị Ngọc, chủ nhân trực tiếp chăm sóc con bò mẹ, ban đầu thấy con bê có đến 8 chân. Những người trong gia đình và hàng xóm đều hoảng hốt trước hình thù quái lạ của nó. Con bò mẹ khi mang thai cũng không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng thời gian mang thai con bê 8 chân dài hơn những lần sinh trước đến 1 tháng 9 ngày. Hiện tại, chị Ngọc cho biết sức khỏe con bê 8 chân đã khỏe lên nhiều. Có thể đứng dậy nhưng đi đứng rất khó khăn, nguyên do ở phần đùi sau có 4 chân, 2 chân độc lập và 2 chân còn lại xoắn lại với nhau. Nhiều ngày qua, số người đến xem con bê 8 chân của gia đình chị Ngọc cứ đông thêm, nhất là từ khi có thông tin một chủ doanh nghiệp ở thành phố Đà Lạt xuống tận nhà xem và ra giá mua 100 triệu đồng để về trưng bày triển lãm thú lạ. Một số người đến xem còn mang theo cả vàng mã khấn vái con bê để cầu tài lộc số đề, đồng thời không ít người còn theo dệt những chuyện mê tín xung quanh việc chú bê con 8 chân. Họ cho rằng đó là hiện thân của ma quỷ đầu thai để hãm hại dân lành, thậm chí còn có những lời ác ý cho rằng gia đình chị Ngọc làm chuyện thất đức nên mới bị bề trên trừng phạt. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng vì quý mến cũng như cảm thấy may mắn vì sở hữu con bê hiếm có nên gia đình này một mực từ chối bán. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay đừng quên like, share cho video và hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.